nay đi mua đồ chay. Hôm gần tháng 7. Đây là gì chú? Heo quay. Cái này heo quay nè. Tôm giống như là tôm ram vậy đó. Đồ chay bây giờ. Tôm ram đây nè. Heo quay thật đó. Heo quay. Cái này không bán lẻ nhỉ? Heo quay, không có bán lẻ còn. Cá cơm. Cái này thì nhiều lắm. Tại chủ nhà có hai. Dưỡng nhang nè. Mấy người ăn chưa hết nữa. Nhiều lắm á, một nồi. Làm gì đó? Đang xem hôm nay mua cái gì. Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay ngày rằm tháng 7 thì mình nấu đồ chay đây. Mua được cái này chả này, trông giống thịt không? Mua chả chay. Ở trong này là sả, lát nữa cái này nhúng trứng. Ở bên này là chả chiên để ngày mai thắp hương. Thì lại, chắc mình chiên một nửa chỗ này thôi. Đây có ngũ vị hương để lát nữa làm sườn này. Cái này 2 phết. Sườn. Sườn. Cho mày ăn nhiều. Mùi như kiểu nửa cá khô nửa trộn thịt bò khô ấy. Nên là lát nữa mình sẽ dùng thêm cả ngũ vị hương cho nó ấy, cho có mùi thơm thơm. Được canh lại đi thêm này. Nấm thì có cái nấm này là nấm linh chi. Linh chi nó là nấm nấm giống kiểu nấm Hàn Quốc đúng không nhỉ? Thế mà linh chi nó to rồi, nó có bé bé như đâu. Còn nấm linh chi này với cả nấm, ở đây còn nấm bào ngư thì để nấu canh nấm. Cà rốt nữa. Lúc nãy là định mua tỏi về để xào nấm thôi, nhưng mà nấu canh này thôi, để mai xào. Hành hẹ hoa lá các kiểu đó. Thôi bây giờ tỏi để ướp thịt mà. Ướp cái này à? Ừ. Có biết là người ăn trứng gà phải ăn chay nhỉ? Được, vẫn được. Nhưng mà cái này nè, mình sẽ ướp kiểu giống như làm thịt thịt cơm tấm á, làm thịt cơm tấm mấy hôm bữa á. Quảng cáo cho như bảo là giống miếng thịt sườn kia, mình cứ tưởng giống thật thôi. Không khác. Thôi, đồ hôm nay người ta làm sẵn rồi, mình chỉ chiên rán thôi. Cái này nhúng trứng là ăn được này. Còn cái này cất đi này. Cái này là cái gì vậy? Chả chay. Thơm không? Thơm. Thôi cất đi mẹ. Mái thắp hương. Bây giờ thì sườn này sẽ ướp với cả ngũ vị hương với tỏi này. Không, phải ngâm trước. Ngâm cho nó nở ra. Ừ, ngâm cho nó nở. Cái này nó như kiểu một dạng đồ khô ấy thôi. Nó như kiểu mình thịt vào khô ấy. Giống kiểu mình măng khô ấy. Xong trứng này đập ra lấy lông đỏ hay là lấy cải? Lông đỏ không? Che máy kìa, tay che máy kìa. Tay kia che máy kìa. Không. Trứng này đập ra xong rồi cho cái này vào lăn. Cho ra đĩa này, đập ra đĩa hay hơn đúng không? Ừ. Lăn ra đĩa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Người ba mình trả được nửa cân. Nửa cân là 35.000. 35.000 là 4 nhân với 36 chứ 4 là mấy nhỉ? 9 à? 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mua nó cân lại hơn. Mua nó miếng thì 9 miếng thôi. Thôi, cũng chuẩn bị thôi. Nấm này thì cắt chân với cả dừa. Ngâm. Thôi, cà rốt gọt ra. Thế đâu? Đơn giản. Thôi, bây giờ nấu nhé. Đầu tiên mình sẽ ngâm sườn non. Sườn trước, mình ngâm trông như thật. 5 miếng đi.
Hình ảnh lúc đầu ăn ra này, biết tí mình nấu ra như này. Bao nhiêu miếng là 4 miếng à? 500 miếng. Bật mấy miếng? Trong này còn 4 miếng. Bịch này 9 miếng. 9 miếng được 1 lạng. 18 miếng một bịch này. Ôi, nó mùi rượu ấy. Đó thì mình ngâm nấm. Không biết là cái này bọn cho bạn nó có trồng luôn nữa nhỉ? Tôi có đốc. Bọn tôi đi ta. Chứ nên nó chưa nấu nấm này bao giờ. Tắt ra. Cắt cái... Cắt cho này đi. Ừ. Sau đó đến nấm này là nấm bào ngư. Mình thường nấm này cũng phải cắt chân như thế nào? Rửa qua nấm này là xong rồi. Để đây lát nấu canh. Gọt tiếp cà rốt. Tiểu hoa xem, sức tiểu hoa. Kết quả không được như gì lắm. Thôi bây giờ cắt kiểu cũ đi. Sơ chế xong cà rốt với nấm thì mình sẽ để riêng ra đây rồi bắc nồi nước lên nấu canh trước. Phải hầm cà rốt. Này canh sẽ nấu đầu tiên, còn hai món này chiên rán thôi nên là không cần rất lắm. Cái này ngâm rất là lâu nó mới mềm ra. Ở đây mình đánh một đĩa trứng để chiên chả cho hấp dẫn. Thực ra là chiên không cũng được, trong thời gian đợi nước thì mình sẽ chiên chả. Sau khi chả đã nóng thì mình cho dầu vào thôi. Thử dầu nóng bằng cách nướng đũa. Ok, giảm bếp đi. Rán này có trứng. Thực ra rán không được, rán này cho nó ngon thôi. Thêm phần ngon nghẻ. Cái này nó bị tụt. Mình sẽ dám một nửa số chả này, còn lại để ngày mai. Nhưng một cái chả là phải một cái xả đúng không? Thơm á.
2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 đó, chỗ này mình để lại mai được. Từ trứng thì ăn nó chiên trứng lên ăn cùng với cơm. Ở bên này nước đã sôi rồi. Mình cho vào đây bột canh. Cho cà rốt vào. Hầm cà rốt một lát. Rồi mới cho nấm vào nha. Chả này thì cũng người ta cũng làm chín rồi nên là mình rán chiên sơ qua một lúc thôi cho nó vàng vàng đều lên là ăn được rồi. Không, khá là ok rồi. Rồi phần chả đã chín rồi, bây giờ cho ra đĩa thôi. Vàng rộn. Thôi hình như cứ cho em đụng vào cái gì là cái đồ này nó có mùi cháy và có khét khét là làm. Mấy cái này là cái lúc đầu anh ráng nha, anh đừng có đổ thừa em nè. Thế là xong được một món. Còn thừa trứng thì mình sẽ chiên lên luôn. Còn nào cũng thừa. Cà rốt thì hầm thêm lát nữa thôi, sắp chín thôi. Cà rốt phải chín mềm mới cho nấm được. Một, hai, ba, đất. Yêu. Ok. Làm ướp sườn. Để chút xíu nữa mình sẽ ướp sườn. Cái này công thức ướp thì nó cũng gần giống như kiểu cơm sườn á. Cơm tấm. Cơm tấm á. Khá đơn giản. Đơn giản là không phức tạp đâu. Không phức tạp. Người không biết nấu ăn nhưng mình vẫn có thể làm được. Khi mà nó mềm rồi mình sẽ xả cho nó sạch. Xả chừng nào xả rồi bớt như thế này nè. Cái này không biết làm được cái gì nhỉ? Đậu nành á. Giống như kiểu bán đậu hay sao á. Ở đây có thành phần này. Đậu nành, bột bắp, đạm lúa mì, chất xơ từ lúa mì, muối, gia vị chay. Của hãng nào đây ta? Cắt mất tên hãng rồi, không phải. Cà rốt đã mềm rồi, mình sẽ cho nấm vào thôi. Quên mất nãy mấy cái nấm to rồi, mình cắt bớt lại. Mình sẽ ép cái nước này ra thì bằng cách là các bạn để theo cái chiều ngang á, nó nằm ở đây thế này, hai dùng hai tay ép mạnh. Không bắt luôn. Không bắt thì nó sẽ nát ra. Nếu mà mình vo lại mình bắt như vậy nè thì những cái sới này nó bắt đầu nó tơi ra thì nó sẽ không còn là cái miếng này nữa. Ha, mình cố gắng nhắc cho nó bớt nước ra. Nó như thế này. Ha, khi mà mình ướp thì nó sẽ thấm gia vị hơn. Miếng này mình liên tưởng đến cái miếng bia. Ừ, giống như miếng bia cá tông ấy. Ăn không biết vị ra sao, chắc cái này là thấm gia vị này.
mình đem cái gì nó sẽ thấm cái đấy. Sau khi mà mình chắc hết nước á thì mình sẽ dùng tay mình bóp nó ra. Nó giống như là mình làm thịt sườn mà mình đập nó vậy đó. Cho nó dẹp ra một chút. Cho nó nhanh thấm gia vị, và khi mà chiên lên á thì cái miếng này nó sẽ giòn. Còn cái miếng cuối cùng này mình sẽ làm theo cái cách mà xé, mình sẽ xé nhỏ nó ra cho mọi người coi là cái bên trong nó như thế nào. Những cái này mình sẽ chiên giòn lên ăn rất là ngon. Nó giống như kiểu snack vậy. Đã. Mình sẽ xé nhỏ nó ra. Càng nhỏ thì nó sẽ càng giòn. Sẽ làm đôi cái miếng này ra trước. Mình sẽ nhỏ quá, xé nhỏ ăn không đã. Ở bên này nồi canh nấm của mình đã xong rồi. Lát nữa lúc nào cho ra ăn thì bỏ thêm hành ngò vào thôi. Nếm thử. Ngon. Hoàn thành thêm món thứ hai. Món này mình nấu lần đầu tiên, mình không biết làm kiểu gì, nhưng mà ướp theo cái hôm nọ mình làm, giống hôm nọ mình làm cơm tấm thì mình hôm nay mình thêm ngũ vị hương vào thôi. Còn nó dậy vị. Thì ở đây sẽ có tỏi. Em cho thêm vào đây ngũ vị hương. Ít thôi ăn. Nhiều quá nó bị nặng đắng. Ngũ vị hương này là thì xà xíu không? Một chút đường. Các bạn không thích ăn đường nhiều thì có thể đem ít thôi. Mà tại vì có đường thì nó sẽ bám vào cái miếng này hơn. Một chút bột canh. Nước tương nha. Tiêu luôn ta. Một chút nước tương. Hôm trước ướp có dầu hào không ta? Thêm vào đây một chút tiêu này. Vừa là camera vừa là phụ bếp. Rất là cực các bạn à. Dầu hào. Dầu hào này tác dụng là gì? Em nghĩ là nó thơm là một, thứ hai nó làm cho cái màu á. Yeah. Hết cả dầu hào. Nàng nghèo quá. Đều lên. Sau đó nêm thử đi, nêm thử chút đi. Sau đó mình sẽ nhúng cái này vào đây. Ướp cả bốn miếng. Không, bỏ từ từ nó mới nóng. Với mẹ biết làm này xong giống cái gì không? Hay nóng lắm hả? Biết làm này xong giống cái gì không? Giống gì? Giống cái thịt hổ. Biết thịt hổ không? Không. Là thịt gì? Cái thịt hổ ngày xưa bán ở cổng trường ấy. Đó. Thôi, miếng này sau khi mình đã quyết định mình sẽ dùng bằng tay. Dùng tay ướp nó sẽ đều hơn. Gì dùng tay vẫn là nhất rồi. Đó, xong. Ướp giùm em cái này nhé. Mùi không khác gì mùi thịt hổ luôn. Hổ là gì? Thịt hổ là cái thịt kia chưa bán ở trước cổng trường ấy. Em hình dung là được luôn này, em không nhớ. Em đánh thịt ở trong trong cái gói mà cắn xé xé ra ấy. Ok. Đã nữa, nếu mà chưa đặn thì mình sẽ ướp thêm với một chút nước tương nữa. Hoặc là lúc nào ra thì mình sẽ chấm thêm nước tương. Ừ.
Ở đây sau khoảng 10 phút ướp thì chắc là cũng ngấm hết gia vị rồi. Cái này đơn giản rồi. Nó trông giống thịt phết. Bạn có công nhận với mình là cái này giống miếng thịt hổ ngày xưa không? Giống vậy. Rồi, bỏ vô chiên. Ngửi lúc sống thì giống thịt hổ mà lúc rán lên thì lại mùi giống như mùi thịt xà xíu. Cái miếng nhỏ này lát nó chiên sau đi. Sau một hồi vật lộn thì cái đống này nó hút hết mỡ. Chả mỡ nãy còn nhiều, bây giờ không còn tí gì luôn. Lại là một món bóng đêm. Không, nó là bóng đêm mà. Cái nào nữa nhỉ? Nếu mà muốn chiên giòn thì mình sẽ tắt mấy cái này ra. Nó sẽ một tí xíu nó nguội là nó sẽ giòn. Bốn miếng này chắc phải ăn hết hai nồi cơm không? Hơi mặn. Đây là tác phẩm sau khi chiên. Do món thịt trâu gác bếp. Không, thịt này là thịt... không biết thịt gì. Nghĩ không nhớ ra. Đây là phần còn lại. Thịt bò khô. Giống thịt bò khô. Thì bò miếng ấy. Xong thêm món thứ ba. Rồi, cuối cùng thì mâm cơm chay của mình đã hoàn thành. Ở bên này có canh nấm, có rau với hành. Mình không ăn được. Cái này là canh của mình. Chỉ có tiêu thôi, canh nấm với rau với tiêu. À, canh nấm với tiêu, với cà rốt thôi. Bên này là thịt bò. Thịt bò chay. Vì trông nó đen đen giống thịt bò chứ không phải vị thịt bò đâu. Mình gọi lên cho vui thôi. Cái này có chả, cái này giống món bình thường nhất này. Món này giống món bình thường nhất, có trứng chiên nữa. Thế là được 3 món. Đủ mâm. Món này chắc là ăn tốn cơm tại vì nãy mình làm mặn. Ok, bây giờ cùng ăn thôi nhá. Đầu tiên thì mình sẽ thử món này. Mời các bạn ấy, mình ăn miếng bé thôi. Đây là thịt sườn, thịt sườn chay. Nhưng mình ướp để làm giống kiểu cơm tấm. Mặn quá. Nó mùi mùi giống mùi thịt hổ ấy. Giống như thịt hổ mà chưa ăn ở cổng trường. Ngon. Nếu mà ăn không thì thấy mặn, nhưng mà ăn với cơm thì ok. Ngọt ngọt cay cay. Thịt lòng nha. Ăn được. Không có nỗi. Thế đến là đến chả. Thì chả là mình sẽ rút. Mình sẽ rút lõi ra luôn. Ăn rồi nhanh. Đó, rút ra được một cọng sả này. Mình ăn phần này thôi. Cái này cũng một lớp trứng. Các bạn thấy vị nó cũng hơi lạc lạc. Ăn nó thơm thơm của sả. Không biết bên trong nó có gì. Tính như nhiều bột, hơi nhiều bột đấy sao. À, bên trong này. Nhưng mà món này mình đánh giá là nó giống với cả món bình thường nhất. Tại vì
nó làm y hệt như kiểu cái chả bình thường ở ngoài Hà Nội, nó hay có cái chả cuộn mía ấy, thì ở trong này người ta làm cái sẵn, thì cho sả cũng được, cho mía cũng được, cho mía thì nó ngọt mà cho sả thì nó thơm. Đúng rồi, làm cái này có hơi nhiều bột tí. Ngon, ăn được cơm. Đây cũng là lần đầu tiên mà rằm tháng 7 mình nấu một mâm cơm chay này. Không biết là nấu nào cho nó hợp lý. Mà qua lời tư vấn của cameraman, hôm nay mình đã mua sườn nấm. Nấm này là mình tự chọn, và món này cũng là cameraman gợi ý mình mới mua được. Còn việc tiếp thì mình sẽ ăn nấm thôi. Nguyên một bát canh là của mình, tại vì mình không ăn hành. Ngon quá. Nấm nấu vừa để chín tới nó giòn, mịn nát. Ngon. Cà rốt ngọt, ngon. Thôi, vậy hôm nay mình đã khá thành công nhá, mâm cơm chay của mình. Thì bây giờ bọn mình chắc là ăn thôi, không ra đường. Với là trả lời luôn câu hỏi của các bạn là tại sao mình hay quay clip vào ban đêm, tại buổi sáng mình đi làm. Thì giờ này về nhà mình nấu cơm được, loay hoay vừa nấu vừa quay phải đến tầm 9-10 giờ mới ăn xong cơ. Xong rồi lát nữa lại đi ra đường để lấy wifi up clip cho các bạn. Mời tất cả các bạn cùng thưởng thức mâm cơm chay này của chúng mình nhá. Thì bây giờ chắc cameraman vào ăn thôi. Bát này là của dành riêng cho bạn này. Toàn hành mình không ăn được. Nếu thấy clip hay thì nhớ like, share, subscribe cho mình. Nhớ bấm cái nút chuông ở bên cạnh nút đăng ký để nhận những video mới nhất của mình nhé. Nhận được thông báo về những video mới nhất của mình. Đoạn này nó hơi bị lạ, vẫn chưa quen lắm. Rồi, bye bye các bạn.